Xin kính chào quý vị phụ huynh và các em học sinh thân mến. Nối tiếp buổi chia sẻ trước, hôm nay tôi cùng bạn Phan Huyền Linh, sinh viên của trường đại học La Trobe tại Melbourne, xin tiếp tục chia sẻ về video với chủ đề là kinh nghiệm du học tại thành phố Melbourne dành cho người mới. Xin chào Linh. Linh ơi, là một du học sinh đang sống và học tập tại thành phố Melbourne. Em có thể vui lòng chia sẻ những trải nghiệm của em về cuộc sống tại thành phố này và có thể cho biết thêm thông tin là ở thành phố Melbourne thì có nhiều điều thú vị để cho các bạn học sinh khám phá vào những ngày cuối tuần không? Vâng ạ. Trước khi đặt chân đến đây thì em cũng đã tìm hiểu về Melbourne và biết được rằng là Melbourne là một trong hai thành phố nổi tiếng nhất toàn nước Úc bên cạnh Sydney, và thành phố này cũng nhiều lần được vinh danh là một trong những thành phố đáng sống nhất trên thế giới. Melbourne thì nổi tiếng là đa dạng văn hóa và rất sinh động với người từ khắp nơi trên thế giới đến đây để học tập, làm việc cũng như là định cư. Thế nên là sẽ không hiếm để bắt gặp những lễ hội văn hóa tại đây, nơi mà mọi người có thể chia sẻ những phong tục tập quán của quốc gia mình cho bạn bè quốc tế. Và em cũng đã từng đi thử một số những cái lễ hội như thế rồi, rất vui và rất là thú vị khi mình có thể học hỏi được rất nhiều điều. Và mặc dù chỉ là lần đầu chân tới đây thôi nhưng mà em lại không cảm thấy xa lạ quá, và em thấy rất dễ để hòa nhập khi mà ở đây thì cộng đồng du học sinh Việt nói riêng cũng như là cộng đồng người Việt nói chung rất đông và giúp em có thể dễ dàng vượt qua cái cảm giác nhớ nhà, vì thực sự là không khó để có thể bắt gặp những người bạn Việt này, những quán ăn Việt ở đây. Và đồng thời ở Melbourne thì cũng có rất nhiều những vùng ngoại ô mà có thể gọi là những khu người Việt đang sinh sống, có thể kể ra như là Springvale này ở South Melbourne đó, hay là Sunshine. Thì khi đến đây các bạn có thể cảm thấy luôn là mình đang như ở Việt Nam. Em với các bạn hay trêu nhau là ủa là đã đi du học dữ chưa? Tại vì thực sự là có quá nhiều biển hiệu ở Việt Nam, người Việt nói tiếng Việt, nói chuyện với cả nhân viên này hoặc là những người thu ngân cũng là bằng tiếng Việt, order bằng tiếng Việt. Đó, thế nên là cảm giác cũng rất là vui đó. Và cũng ở đây thì sẽ tổ chức những cái lễ hội diễn ra quanh năm, như kiểu là đợt Tết vừa rồi em cũng đã tham gia một số các hội chợ Tết để bớt đi cảm giác một chút tiếc nuối khi không được ăn Tết cùng với cả gia đình ở nhà đó. Và tại Melbourne thì các bạn du học sinh cũng có thể tham gia rất nhiều những hoạt động cuối tuần để có thể thư giãn, và địa điểm phổ biến nhất chắc là có thể nói đến khu vực CBD, là khu vực trung tâm của thành phố Melbourne, nơi mà các hoạt động với cả các sự kiện chính sẽ diễn ra. Các địa điểm tham quan mà các bạn có thể đến có thể là Melbourne Museum, hoặc là các khu di tích lịch sử Chinatown đó. Và thỉnh thoảng thì em cũng sẽ cùng bạn đi đổi gió lên State Library of Victoria để học. Ngoài ra thì cũng sẽ có rất nhiều những cái lễ hội vui chơi khác mà thành phố mình sẽ tổ chức hàng năm nữa. Bên cạnh những lễ hội và những hoạt động như vậy, chắc hẳn là ở Melbourne cũng có rất là nhiều danh lam thắng cảnh đẹp đúng không? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Ví dụ như là mọi người có thể đến Shrine of Remembrance là nơi tưởng niệm những chiến sĩ của Úc đó, hoặc là đi đến những cái khu vườn ở Melbourne thì có rất là nhiều các khu vườn như kiểu là Fitzroy Garden này, hoặc là em rất thích đi Royal Botanic Garden. Trước em đã từng có một lần là đi chụp ảnh áo dài Tết ạ, em đi chụp ảnh áo dài tại khu vườn này vì có hoa sen trông rất là Việt Nam và có trông rất là thiên nhiên đó. Mọi người sẽ cũng thường thường hay đến đấy để picnic nữa. Cảm ơn Linh. Linh ơi, Linh cảm thấy phương tiện giao thông công cộng tại thành phố Melbourne như thế nào? Có dễ để sử dụng hay không? Và nếu mà khi các bạn sinh viên mới tới Úc thì nên lưu ý những điều gì khi mà sử dụng phương tiện công cộng đi lại ở thành phố Melbourne? Dạ vâng. Hiện tại thì ở Melbourne các bạn du học sinh có thể sử dụng các phương tiện công cộng là bus này, xe buýt, tram là tàu điện hoặc là train. Đó thì ở đây nếu mà các bạn muốn sử dụng phương tiện công cộng thì mỗi người sẽ phải có cho mình một chiếc thẻ MyKey. Đối với xe buýt và tram thì các bạn sẽ phải quẹt thẻ ngay sau khi bước lên phương tiện, sẽ có một cái máy ở đấy. Và đối với train thì các bạn sẽ phải quẹt thẻ ở ga tàu. Đây ạ. Đó, thì Melbourne là một trong những thành phố có mạng lưới phương tiện công cộng phát triển nhất trên thế giới và sẽ giúp cho mọi người có thể đi lại quanh thành phố một cách dễ dàng. Tuy nhiên thì cũng có một số khi mà các bạn số lưu ý khi sử dụng phương tiện công cộng. Đầu tiên là các bạn buộc sẽ phải quẹt cái thẻ MyKey này có mỗi khi lên phương tiện công cộng dù là không có ai kiểm tra, tại vì là thường sẽ hay có các inspector nữa và họ sẽ kiểm tra có thể là đột xuất mọi người trên phương tiện công cộng, và nếu mà bị phát hiện
lần đầu tiên có thể họ sẽ chỉ nhắc nhở, nhưng mà đến lần thứ hai, lần thứ ba, mọi người có thể sẽ phải nhận mức phạt lên đến 300 đô. Và nếu mà vi phạm quá nhiều lần thì em nghe nói là sẽ ảnh hưởng đến khả năng xin định cư của các bạn trong tương lai. Ngoài ra thì vì có rất là nhiều tuyến phương tiện công cộng, và thành phố Melbourne cũng là một thành phố rất rộng, thế nên là các bạn sẽ phải để ý các lịch trình giờ chạy của các phương tiện công cộng. Và các bạn có thể theo dõi qua các app như là Google Maps này, hoặc là PTV là một ứng dụng mà các bạn có thể tìm những cái thông tin về lịch trình đi lại của các loại phương tiện công cộng để tìm cái tuyến đường thuận tiện nhất, cũng như là tránh việc mất nhiều thời gian ạ. Cảm ơn Linh về những thông tin vừa rồi. Như vậy các bạn học sinh sắp tới thành phố Melbourne hãy lưu ý rằng là khi mà các bạn sử dụng phương tiện công cộng, khi mà chúng ta lên tàu, lên xe buýt, lên bất kỳ phương tiện công cộng nào, chúng ta cần có thẻ, chúng ta quẹt một cái, và khi mà chúng ta đi xuống chúng ta lại quẹt một cái nữa để đảm bảo điểm đầu và điểm cuối được khai báo, đúng không Linh? Vâng ạ, đúng rồi ạ. Rồi. Linh ơi, hiện nay thì các bạn sinh viên thường nói với nhau rằng là sinh hoạt phí tại thành phố Melbourne thì rất là đắt đỏ. Em có thể vui lòng chia sẻ là mức sinh hoạt phí hiện nay của em đang chi tiêu bao nhiêu, và với kinh nghiệm của du học sinh khi mà chúng ta sống độc lập trong một cái cuộc sống du học sinh độc lập tại thành phố Melbourne thì chúng ta sẽ phải quản lý chi tiêu, thì em thường quản lý chi phí cá nhân của mình như thế nào? Em có thể vui lòng chia sẻ kinh nghiệm cho các bạn học sinh được biết không? Dạ vâng ạ. Khi đi học tập và sinh sống ở nước ngoài thì việc chi tiêu hợp lý mỗi tháng của các bạn học sinh thì rất là quan trọng. Em sẽ chia ra hai khoản phí, đó là phí cố định và phí biến đổi đi. Thì đối với những khoản chi phí cố định, các bạn sẽ phải trả hàng tháng, có thể kể đến là tiền nhà này, tiền học, tiền mạng, hay là kể cả tiền mua định nạp và thẻ Mikey này. Đối với em thì chi phí học, phí mỗi năm của em đã bao gồm cả học bổng sẽ tầm rơi vào khoảng tầm 400 triệu một năm. Tiền nhà thì sẽ là 305 đô Úc một tuần. Ngoài ra thì một số tiền mạng hay là tiền thẻ Mikey sẽ rơi vào tầm thêm 50 đô nữa trong một tháng. Đó. Còn những chi phí biến đổi khác thì sẽ dựa theo cái mức sinh hoạt của các bạn. Thì có thể nói đến là tiền đi ăn, đi chơi, đi đi mua đồ groceries để có thể tự nấu ăn tại nhà. Đối với em thì em sẽ đặt ra một cái mức nhất định để có thể quản lý chi tiêu của mình trong mỗi tháng. Ví dụ một tuần em sẽ dành ra từ 50 đến 70 đô để mua đồ siêu thị về nhà nấu ăn, mua các đồ nhu yếu phẩm cần thiết, và có thể dành 50 đô nữa để thỉnh thoảng đi chơi ăn uống ở ngoài cùng các bạn. Việc thành lập thói quen này sẽ giúp các bạn có thể quản lý được cái mức độ chi tiêu của bản thân, và giúp cho việc gọi là sống tự lập này sẽ bền lâu hơn và dễ dàng hơn ạ. Cảm ơn Linh. Như vậy các bạn học sinh có thể học hỏi được kinh nghiệm của bạn Linh là chúng ta nhất định là cần phải có những cái dự trù, chuẩn bị ngân sách và theo dõi những cái việc chi tiêu của mình để đảm bảo là mình chi tiêu hợp lý và không bị quá cái mức mà số tiền mà phụ huynh có thể tài trợ cho các bạn. Linh ơi, hiện nay em đang ở ký túc xá phải không? Em có thể vui lòng chia sẻ cho các bạn biết là những cái thuận lợi và những cái khó khăn khi ở ký túc xá là gì, và kể thêm một trong những kỷ niệm đẹp nhất mà em có tại ký túc xá như thế nào? Dạ vâng người ạ, em đang ở tại ký túc xá của trường và trong campus của trường luôn. Hiện tại thì em thấy là ở ký túc xá sẽ có rất nhiều lợi ích mà mọi người có thể cân nhắc. Đầu tiên đó chính là địa điểm. Khi mà mới sang đây thì lúc mà còn chưa quen với nhiều thứ thì ký túc xá là một trong những lựa chọn an toàn mà bản thân em hay là bố mẹ em cũng đều rất thấy an tâm khi mà gửi gắm em sinh sống tại đây. Và tại vì ở đây thì luôn có securities này và có các dịch vụ của trường để bạn có thể hỏi khi mà có bất cứ thắc mắc gì, sẽ dễ dàng hơn là ở bên ngoài ngay từ khi mới sang. Và địa điểm còn là gần trường nữa, thế nên là các bạn có thể dễ dàng đến trường đúng giờ. Đó, khi mà mới sang mình chưa quen múi giờ mà mình phải dậy sớm mình đi học luôn thì nó cũng là một gọi là một sự cứu cánh đó. Thứ hai là khác với những ý kiến dập khuôn rằng là ký túc xá thường không thoải mái, thì em thấy là ở đây, nơi ở hiện tại của em thì có rất nhiều những cái thứ phong phú khác mà em khiến em cảm thấy như là nhà. Ví dụ như là ký túc xá không chỉ là nơi để em ngủ mà còn có phòng sinh hoạt chung để có thể tụ tập với bạn bè này, không gian bếp chung để nấu ăn với cả các bạn, phòng gym, bể bơi và study room đó. Thì
Điều em thích nhất khi ở ký túc xá đó chính là được gặp và kết nối với những người bạn rất vui và rất tốt tính, kể cả là người Việt hay là người nước ngoài. Và nhắc đến đây thì một kỷ niệm mà em nhớ nhất đó chính là buổi tụ tập của hội bạn của em, bao gồm các bạn Việt và các bạn quốc tế nữa. Thì đấy là một buổi tiệc sinh nhật và chúng em đã cùng ăn cùng nhau này, cùng chơi game, hát hò, nói chuyện. Và em cũng không ngờ là các bạn ý cũng biết một số các bài nhạc Việt, nên các bạn rủ em nhảy bài Si Tình mà cũng từng một đợt viral ở trên TikTok với cả các bạn bè quốc tế đó. Và sau những buổi tụ tập như thế thì em cảm giác là khả năng giao tiếp tiếng Anh của em cũng đi lên rất nhiều, tại vì mình nói nhiều hơn, mình cảm thấy là tự nhiên hơn khi mà dùng tiếng Anh. Là một trong những cái lợi ích mà em chắc chắn là em sẽ nói với mọi người, nếu mà mọi người hỏi em là ở ký túc xá thì có những cái điểm cộng gì. Cảm ơn Linh. Các bạn ơi, hiện nay bạn Phan Hồng Linh có một kênh TikTok và tại đó thì bạn ấy chia sẻ rất là nhiều thông tin thú vị về cuộc sống tại thành phố Melbourne cũng như là đời sống sinh viên tại Đại học La Trobe. Chúng ta có thể theo dõi kênh TikTok của Huyền Linh mà cô Hạnh sẽ để ở dưới video này để các bạn tham khảo thêm. Xin cảm ơn Huyền Linh đã dành thời gian để chia sẻ những thông tin về kinh nghiệm cuộc sống của du học sinh tại thành phố Melbourne trong buổi nói chuyện ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị phụ huynh đã lắng nghe những chia sẻ của chúng tôi và xin mời quý vị phụ huynh và các em học sinh xem những video trước đây chúng tôi đã chia sẻ kinh nghiệm học tập của du học sinh làm sao mà để có đời sống cân bằng vừa học vừa vui. Và xin mời xem video tiếp theo, chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin về hội sinh viên Việt Nam tại Đại học La Trobe. Xin trân trọng cảm ơn và kính chào tạm biệt. Cảm ơn các vị phụ huynh và các bạn học sinh đã lắng nghe.